Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành tâm kính đảnh lễ chư tôn hòa thượng chứng minh. Thành tâm kính đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng già trong ban giáo thọ. Thành tâm kính đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng ni. Và kính thưa tất cả chư vị học viên Phật tử thân thương, trải qua 2 ngày tu học, hôm nay chúng ta có cái buổi thiền trà giải đáp thắc mắc Phật pháp, cũng như là chúng ta sẽ bế giảng trong khóa tu báo ân lần thứ 3 ở tại chùa Tam Bảo, thành phố Tulsa, Oklahoma. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả đại chúng, Phật pháp muôn trùng bao la rộng lớn, không thể nào có thể diễn tả trong một buổi, hai buổi, một ngày, hai ngày, hay là cả một đời mà có thể hết được những tinh thần giáo pháp đó. Nhưng mà cũng không phải vì thế mà cái tinh thần giáo pháp không thể thấm đượm trong tấm lòng của những người nam nữ Phật tử cầu Phật. Phật pháp như thể là nước của bốn bể đại dương. Bốn bể đại dương kia có một vị mặn, thì giáo pháp của Đức Như Lai có một vị đó là giải thoát. Thì dẫu cho chúng ta có nếm được một hai giọt Phật pháp kia thì cũng mang lại cho mình sự thanh thản nhẹ nhàng trong cuộc sống. Tuy nhiên qua tất cả 6 thời thuyết pháp của chư tôn thiền đức tăng giáo thọ sư, thì quý Phật tử ngày hôm nay có một vài câu hỏi, chỉ có vài câu thôi, không có nhiều, trên 5 đầu ngón tay mà đếm vẫn còn thiếu. Cho nên là chúng con xin được kính trình lên chư tôn đức để quý ngài tùy duyên mà trả lời những câu hỏi còn sót lại cho quý đạo hữu Phật tử học viên. Quý ngài trả lời dài chút để kéo cho nó rộng chút, tại có mấy câu thôi, và kèm theo đó là có những cái bài hát để quý Phật tử cúng dường cho chư tôn đức, cũng như chư tôn đức sẽ cúng dường cho đại chúng vài bài hát nữa. Thì đó là cái chương trình của cái đêm thiền trà giải đáp thắc mắc Phật pháp hôm nay. Kính bạch đại tăng, kính thưa tất cả đại chúng, mà trước nhất chúng con xin được đọc một câu hỏi đầu tiên để cho quý ngài hoan hỷ trả lời. Kính bạch chư tôn đức, làm thế nào để kiểm soát được sự nóng giận? Dạ, chúng con kính cung thỉnh quý ngài giáo thọ. Dạ, quý ngài nào trả lời dùm cho đại chúng câu này. Con kính cung thỉnh thượng tọa pháp trí. Dạ. Dạ, làm thế nào để kiểm soát được sự nóng giận? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, cái câu hỏi làm thế nào để chế phục được tâm giận hả? Sự nóng giận. Hồi chiều thầy có giảng là, hồi chiều thầy có nói chuyện với quý vị về cái đề tài là mình phải nói được 5 chữ khi mình hiện diện. Đó là gì? Con là con của Phật. Bây giờ mình nghĩ tới chữ nóng giận trước. Nóng giận giống như một đứa ăn trộm, nó đi vào nhà để nó ăn cắp đồ. Khi mà nó cài cửa nó vào nhà mà người trong nhà không biết, không có phát hiện,
là nhà mình đang có ăn trộm, người đó đang ngủ say, chủ nhà đang ngủ say, thì cái gì sẽ xảy ra thưa quý vị? Ăn trộm nó sẽ lấy được đồ mà nó muốn lấy, thậm chí như nó lấy luôn cái tánh mạng của cái người chủ nhà nữa, đúng không? Đó. Thì khi mà cái người ăn trộm đó cài cánh cửa vào nhà, người chủ nhà lúc đó chỉ cần tằng hắn thôi, đúng không? Chỉ cần ho, chỉ cần tằng hắn, chỉ cần biết là nhà mình đang có ăn trộm, và chỉ ngồi trong phòng thôi kêu a à, ăn trộm hả, thì ăn trộm nó sẽ chạy. Cơn giận nó cũng giống như thế. Làm sao để hàng phục được, làm sao để chế ngự được, làm sao để dừng nó lại được? Chỉ có cách là mình biết mặt nó, mình biết nó đến, mình kêu tên nó, thì cơn giận sẽ lập tức dừng lại. Đó là cách chế ngự cơn nóng giận. Ví dụ như người đệ tử của Phật, mình khi cơn giận mình tới, mình hít vào thật sâu, thở ra thật vọng và nói rằng tôi đang giận, tôi đang giận, đang giận nè, cái miệng nó máy máy nó muốn chửi lại nè, cái tay này máy máy nó muốn đánh người ta nè, thân này nó muốn hành động những hành động không tốt nè, thì cơn giận sẽ biến mất, bởi vì nó không phải là chủ mà nó chỉ là khách. Nếu chúng ta để quên, chúng ta không có phát hiện ra nó, thì nó sẽ là chủ mà chúng ta sẽ trở thành nô lệ. Vậy thì cái phương pháp mà Phật dạy đó là Phật ấn tâm. Khi đó mình quay về với Phật ấn tâm, và khi đó mình thực hành cái phương pháp tâm ấn Phật, là mình sẽ không những hàng phục được cơn giận mà hàng phục được tất cả các ác pháp. Như hồi chiều thầy đã thưa với quý vị, xin cảm ơn tất cả quý vị. Chúng ta cảm ơn thượng tọa. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả đại chúng, có bốn câu thơ này con chúng tặng quý ngài và đại chúng. Sáng dậy cười một cái, tự soi mình trong gương, trời ơi không tin nổi, mình quá là dễ thương. Nếu mà sáng nào dậy cũng tự soi mình trong gương và cười một cái như vậy rồi đó, thì chắc có lẽ là cả ngày chúng ta sẽ không có giận đâu. Và như thượng tọa nói đó, là mình sẽ nhận ra được cái cơn giận của mình khi nó khởi lên. Thì khi nào nó khởi lên thì giận ơi xin chào mi ha. Nó không phải là ta, tại vì nó khởi lên rồi nó biến đi, mà nó chưa từng là ta, chưa phải là ta, chưa phải là tự ngã của ta. Thì xin thưa các vị, con xin được đọc tiếp một câu nữa, mà thôi bây giờ chắc dừng lại đây, vẫn còn có hai câu nữa. Con thỉnh quý ngài uống nước trà, và thỉnh sư tôn đức uống nước trà. Và quý vị không có nước thì uống hay sao? Và quý vị lấy nước lon mình ăn theo. Và kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, có một Phật tử, con xin cúi đầu thánh lễ chư tôn đức, chư tôn hòa thượng đại đức tăng ni, xin ngài cho chúng con hát một bài, đó là tâm sự người cài hoa trắng. Nam mô thượng tinh tấn bồ tát. Dạ, lên đây dạ không hát bây giờ chứ sau thì sau trước gì cũng hát mà. Dạ xin mời. Mẹ ơi, mùa
trong ngóng vô tư. Riêng con mới hỏi đời mẹ luôn đâu thấy mẹ ơi. Rồi hôm nào nghẹn ngào mẹ bỏ con đi, lời mẹ ru con ơi chân cứng đá mềm. Lời dịu em như tiếng suối ngọt mềm. Và bây giờ đã mềm chân cứng con quay về. Lòng con luôn nhớ mẹ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả chư tôn đức cùng đại chúng, có những cái nỗi niềm sẽ thay cho những lời muốn nói, tiếng hát cất lên nhưng mà lại nghẹn ngào. Vu Lan đến thêm người cài hoa trắng, trần gian buồn thêm một kẻ mồ côi. Bao giờ cũng thế thôi, con lớn lên vẫn là con của mẹ, đi hết dòng đời thì lòng mẹ vẫn theo con. Giờ đây thì chúng con xin được gác lại cái cảm xúc buồn ấy và trở lại với câu hỏi. Chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Điền sẽ giải đáp câu hỏi này cho Phật tử sau đây. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, cho con xin hỏi, thầy vui lòng giải đáp cho con hiểu thêm. Khi hoàng hậu Maya nằm mộng thấy con voi 6.000, xin ngài giải cho con được biết. Kính cảm ơn thầy A Di Đà Phật. Xin thầy đón mộng dùng cho con voi 6.000 để biết được. Mà không voi là chủ
đến nỗi đến là Phật cảm sanh khác với là sinh nhật của Thái Tử Tất Đạt Đa. Phật mà đã ra đời thì đi qua vài bước, còn Thái Tử Tất Đạt Đa ra đời không đi được, phải nằm thì khóc u ve, để tập ngồi rồi lần thì tập đi rồi học văn học võ. Mà đi qua vài bước là Đức Phật ra đời chẳng phải Thái Tử Tất Đạt Đa, tức là cái chân ý ẩn trụ bên đại thừa. Mà nghe nói Ma Gia và ngầu Ma Gia đó, mình tưởng là cái bà mẹ Ma Gia của Thái Tử Tất Đạt Đa, không phải. Tức là nói đến cái thai giáo của một bậc thánh, tức là Như Lai Tạng Tâm. Rồi leo qua cái chuyện bên này, thêm chú thường tòa Phật Điển gọi rồi rồi đó. Đức Phật Ngài nhẫn rất là kỹ về cái cơn sanh mà hồi sáng mình mới tụng đó. Tất cả các cái tên của địa ngục đó, đều xuất phát từ trong núi Diệp Vi cả. Mà cái núi Diệp Vi là ở phương Đông. Phương Đông là phương mặt trời, mà cái thiết là sắc, mà Vi là rào. Cái núi đó toàn là rào hết, chẳng không còn một chủ ảnh hạng nào vào. Đó là dụ cho vô minh. Phương Đông là mặt trời mọc, mà bây giờ cái vô minh nó chẳng rồi là không còn trí tuệ. Nên có cái khổ đau nào mà không phải xuất từ cái thiếu trí tuệ, từ cái núi Diệp Vi mà ra cả. Thì cái cơn sân cũng từ trong núi Diệp Vi mà ra. Nên như Đức Phật Ngài nhẫn cái cơn sân trong cái kinh Địa Tạng rất là nhiều, vì đâu có để ý không. Cái cơn sân nó còn trong mộng mộng hồi này thường toàn nói để mình điều phục. Nhưng mà có nhiều cái cơn sân nó được hành hiện hành, thì cái cơn sân nó sân đó nó tạo hại nhiều hơn. Cái quyền lực mà càng nhiều á, thì cái sự hiện hành của cơn sân nó tạo hại càng lớn. Ví dụ như thần biển hồi sáng mình tụng đó, thần kênh lệch, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần lúa mà, hồi nãy đây thầy gọi là thần lúa mà, mới mong mộng nhưng mà có tu nhìn lại tâm và quản chiếu làm cho cái cơn sân mong mộng nó tan biến, gọi là thần lúa mà, là điều phục ngay tại tâm. Nhưng mà có như cơn sân nó trở thành hiện hành, quyền lực mà càng lớn mà khi cái cơn sân hiện hành thì phá hoại càng nhiều. Trong trận này gì thì chiến nghe Mỹ bị Nhật tấn công trấn chỗ cảng, làm cho ông tổng thống Truman là ông nổi sân lên, hạ lệnh đưa hai quả bom thả xuống Hiroshima và Nagasaki. Nó cao một cái là hai cái đảo Hiroshima và Nagasaki tăng lên, đó là thân biển. Cơn quyền lực mà càng nhiều thì cơn sân phá hoại càng lắm. Quý vị hiểu không? Ở đó nên tôi thấy là cái không có cái kinh nào mà diễn tả tất cả những hành tướng tâm lý mà đầy đủ bằng kinh Địa Tạng. Không có cái khổ đau nào cũng xuất phát từ chữ trí tuệ. Không có cơn sân nào cũng xuất phát từ vô minh. Phải không nè? Tôi hay ẩn dụ là người ta chừa lúc 7 giờ sáng mình tức tới 5 giờ chiều. Hỏi bực ai về gì và bực mình. Hồi sáng đi ra ngồi chờ cái bà đó vô căn vô cờ và chừa con quá trời. Hỏi chừa lúc mấy giờ gì và lúc 7 giờ sáng. Bây giờ 7 giờ rồi gì và 5 giờ chiều. Bực ai về chị? Dạ bực mình. Bực mình hay bực bà kia? Như vậy mình nghe cái xấu cũng dễ thương người ta rồi, mình dừng cả cũng dễ thương của mình, và mình ôm ấp cái thủ đau thương đó tới 5 giờ chiều. Như vậy có phải là kiểu trí tuệ không? Cơn sân cũng từ đủ tiểu phim mà ra, khổ đau là cũng từ đủ tiểu phim mà ra, tức là địa ngục á. À đó, tức là do là kiểu trí tuệ. Nó che mất ảnh cảm của chân tâm là kiểu trí tuệ, nên như mọi nỗi bày. Nỗi bày nó cũng dừng lại là đánh bày cái tiếng Việt Nam hay lắm. Nghĩ mắng dễ thương gọi là nghĩ mày. Nói mắng dễ thương là nói mày. Vơ tay đánh nhau gọi là đánh bày. Tất cả mày cài đó nó bày hết, nó bày bởi cái kiểu đi tuê phai bánh nè. Ở đó, nên đi vô minh mà càng nhiều thì khổ đau càng lắm. Nên có khổ đau nào mắng xuất phát từ đủ tiểu vi này, từ vô minh này, quý vị hiểu nè. Nên đổi đi cơn sân như hồi nãy đây nói, tức là quảng chiếu vào sâu trong lòng thực tài là trong cái cơn sân mới mầm mỏng, rủa mà là mới mầm mỏng. Khi mà mình chưa gặp cái đối tượng sân thì cái cơn tâm lý sân nó có hiện hữu không? Có không? Chưa có. Tìm không ra. Cái ý mình chưa dừng một cái hạt giọng sân ở trong đầu. Chưa gặp cái đối tượng để tạo thành sân á, thì cái ý mình chưa dừng cái hạt giọng sân trong đầu phải nè. Có phải vậy không? Mà khi gặp đối tượng thân sân đủ duyên rồi, nó mới dừng cái hạt giọng sân. Vì nó chịu đi về đó, dừng cái hạt giọng sân để cho khổ đau của trang về mình. Tâm ơi, tao thương mày lắm, nên nhúc chi cái tao nổi ma lên cho mày mệt nghe không? Như vậy là trí tuệ cũng có mà từ bi cũng có luôn. Tự làm mình khổ lắm, thương tâm mình rồi. Có phải vậy nè, mà khi mình quán chiếu vào sâu như vậy, cái ngu của mình nổi hết.
nhìn thấy ảnh trồn của ảnh trồn của mình thôi, nhưng mà đừng sao người dừng lại mà phải quán chiếu vào sâu trong lòng thực tại, tức là tìm ra cái bản chất của cái cải đó là gì. Khi chưa gặp đối tượng sân thì cơn sân chưa hiện hữu, mình tìm ra cái tâm lý sân đó là gì cả. Bạn à, mà thiếu trí tuệ rồi gặp đối tượng những duyên sân từ đó nó bị vẹt vời ra cái ở dẫn tâm lý sân là khi đủ đối tượng. Còn khi mình chưa thì mình tìm ra. Nên cho ông sư phụ nói cái thằng ỷ này là ngu, nhiều ngày ngu lắm. À, có ban công để thằng ỷ này cũng thuộc về ngu thôi, bởi hàng chục bà sư phụ mình. Nên cho ông sư phụ cho nó một cái chỉ tiêu để mà chạy lui. Khi mà nó bài truyền ra là ông nhận cả nó chạy lui. Ngộ không? Là khi chưa dừng lập là cái niềm thân đó là cái gì? Mà khi mà ngộ không rồi thì yên truyền cái tâm của mình chỉ cả bán á. Do ông ngu cả bài truyền khổ đau ra để mà đau nó trở về. Đây quý vị đây có công nhớ cái bài thơ cốc thầy đọc năm cưới năm trước không? Chớ thầy thiền nhỏ mà lơ, chớ thầy ác nhỏ mà tớ tưởng làm. Một thiền rất nhỏ cũng có tác lợi, một ác rất nhỏ cũng có tác hại. Vì vậy người chỉ phải cẩn thận trong hành động của mình. Chớ thầy thiền nhỏ mà lơ, chớ thầy ác nhỏ mà tớ tưởng làm. Rồi thầy đi vào tâm. Dòng sâu có hẻo tim gan. Một dòng là một cái niềm sâu rất nhỏ, một cái mình mê lấy trong ý thức mình, toàn tâm mình một cơn sâu. Dòng sâu có hẻo tim gan, dòng sân nồng bồng ngập tràn sông tâm. Để ông bảo tu tâm, bảo quản chiếu, khi mình cái niềm sân mà nó bùng lên cái mà mình quản chiếu cho nó dừng lại, như hồi đang thay đổi, là nó tràn ngập luôn cái dòng sông tâm của mình. Dòng sân nồng bồng ngập tràn sông tâm, cái đó nội sân đùng đùng cái, nhìn lại tâm mình có chỗ nào là cũng sân cả. Có phải không nè? Có phải không? Mình đem một cái dòng dầu gì trên đường mình đổ xuống dòng sông Mississippi thì nó ảnh hưởng một phần tỷ tỷ của dòng nước mà thôi. Còn cái dòng sân mà mình bơi đến cái ý thức của mình mà có trí tuệ thẳng nó lại á, thì toàn tâm bị lụt cơn sân. Dòng sân động bồng ngập tràn trong tâm, dòng thương cổ lụy báo lần. Hay là thầy bình giác quý thầy quý sư cô thôi chứ quý vị thì bình cái đó. Có phải nè, mới đầu thấy anh này đẹp trai thì khởi lên một niềm thương, thấy cô này đẹp gái khởi lên một niềm thương, phải dòng thương không? Mà có thương rồi từ đó bắt đầu tìm cách là chinh phục, mà chinh phục được rồi bắt đầu mày kéo về làm vợ làm chồng phải vậy nè, là có phải cái dòng thương bắt đầu không? Nhưng bây giờ lên ông lên bà rồi á, bây giờ bỗng lại quá từ có trăm năm hạnh phúc không? Có không? Có cậu cậu đau không? À đó, bởi vì cái tình thương của quý vị khác tình thương của Phật dạy à, nên cái thương của quý vị cái thương của đáp cổ. Nhưng mà cái dòng thương bắt đầu đó bây giờ lấy ông lên ba rồi bậm lại quá từ cổ đau nhiều lắm bạn nè. Nên thầy biết là thầy nói là dòng thương cổ lì bao lần, dòng tình biệt nhớ sông ngăn một ngàn. Người xưa cái văn vẻ người ta nói bọng gió sau này thì nói thẳng luôn, ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu, nói thẳng luôn. Còn ngày xưa là tổ tiên mình nói cha cha thôi. Nhớ ai ra ngật vào ngơ, nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai, nhớ người yêu bằng chạm nói. À, sau này tôi nói mạnh hơn, ôi giờ nhớ nhớ người yêu gọi bài hát bài bán này. Thì nghe lạc bạc bài bài không? Đó nên dòng tin trở thành biệt nhớ. Là quý vị đấy, cho quý thầy là phải tình giả cái này thôi, phải qua vào đó bán này. Sông ngân một ngàn, cây cầu ô thượng bắc ngang, từ sinh đổi nghiệp nhịp muôn ngàn kiếp sau. Tình đời bài biển nương dâu, ai gieo trải đắng cho sầu quằn đau. Cái tình này là thầy muốn nói cái tình thức đó. Bà điện cùng đó mà nướng dâu cùng đó. Như vậy gọi là sóc, như vậy gọi là ngựa sóc ngựa yên bằng tay. Khe cùng đó mà chế cùng đó, hoang hô cùng đó mà đả đạo cùng đó. Không ưa thì dưa còn dòi. Cái ý này nó cũng thật thà chứ mà bắt nó thề thủ cho mấy con. Bạn nè, một đứa chiếm nó về nó thề cho mấy con, ý bữa nó phạt bồi. Vô thường mà. Khá là đến bài biện cùng nó mà đứng dâu cùng nó. Cái tình này là thầy muốn nói tình thức của mình. Cái vòng tâm của mình đó. Nên Phật nói ý ngươi không đáng tin. Không đáng tin ý ngươi. Khi nào chứng quả á la hán mới đáng tin ý ngươi. Quý vị nè. Nên mới đâu cùng phe đó bị bữa nữa là coi như thầy phe thì nghe được tức. Có phải vậy nè. Nên như thầy không bao giờ tin. Mày không bao giờ tin mày rồi thầy nghe Phật không. Nên tình đời bài biện nương dâu, ai gieo trại đắng cho sầu hoàng đau, hoàng đau. Ai gieo trại đắng? Ai? Thầy. Quý vị nói cho tôi nghe, ai gieo trại đắng? Mình và anh.
quý vị giỏi thầy tu mấy chục năm thầy mới phát hiện ra là mình. Mà quý vị nó nghe cái nó nói mình liền là giỏi quá trời đất giỏi luôn bạn nè. Tới chửi 3 giờ sáng tới 5 giờ chiều là cái người giao đại đặng đúng đâu mình là của mình nó ốm ốc tới 5 giờ chiều của mình phải cái ba kia đâu. Con chiều anh học mình tức mà người ta đứng đây đập ra chửi đập ràng bỏ đi mình cũng ghét. Cho con nhà anh đập ra thanh niên đập ra mình tốt tốt tội nghiệp phải vậy nè. Đứng đây chửi đập ràng rồi bỏ đi kéo tới nay thì mình nói tội nghiệp phải vậy không? Mà vừa chửi mà vừa kéo tên mình điên rồi sao mày chửi tao? Thì cái gì nó đánh lừa mình, cái ngu của mình nó đánh lừa mình. Có phải nè, khi chưa xuất gia thì tên Minh Điền đâu có. Tại sao anh ngủ không? Mà ông thèm cho tên rồi bây giờ ai khen mà kêu Minh Điền rồi khen mình nở lộ bụi hận rồi. Mà ai chê gãi đỏ mặt tỉa tai như vậy, cái gì đánh lừa mình để mình khổ đau, có phải cái ngu không? Đây khổ đau nó đủ thiệt vi cả chẳng có đau trơn á. Nó choáng mất cái ánh sáng trí tuệ đó. Người thiệt vi là vô minh á, quý vị hiểu không? Đây là sân si rồi còn là vô minh cả thôi. Đây làm sao cho hệ vô minh là từ đó mình hệ sân. Quý vị hiểu không? Chứ còn của anh chị là mới thấy cái ăn trồng thôi, nhưng sao là vốn trồng lại. Bởi cái thổi đó là thổi ăn trồng. Phải là cái vòng tâm là cái thổi ăn trồng. Mà làm sao mà tiêu cái vòng tâm mình hệ ăn trồng thôi, chứ còn mình cứ nhiều vai cũng bệnh lắm. Đây thay đổi để phương tự là ngát chừng đó mình dựng dựng cái tâm mình thôi. Quý vị hiểu không? Nên cái điều làm thầy đọc tới đâu là thầy thấy siêu đẳng tới đâu, nó hay lắm. Đó là thân núi, thân cây. Cái thân cây là sao? Cơn thân mà càng ngày càng tăng trưởng cho nó cũng dưng, bởi cái cây cứ đi lên, đi lên. Mày cứ cho ôm chặt cái tức giận tao, giận từ ngày này qua ngày kia tao là cộng để già chết mắt đéo tao ta thử. Thử rồi ai khổ đau? Ai khổ đau? Ai đi cầm thang đỏ ác bị nàng chạy tay. Người nhiều sân cũng vậy, tâm bị đổ đến ngày. Không sân không thù hoạn, lòng tươi mát bình an. Mắt tương thương nhìn thế gian thì hòa bình trong muôn loài. Phật dạy vậy. Đem cái mắt thương yêu nhau thì không có chiến tranh. Không có đem khổ đau với nhau thì hòa bình trong muôn loài. Từ nhàn thì chúng sanh thì Phật vượt tụ ái vô lượng. Quý vị hiểu không nè? Nên tất cả những cái từ đó là do vô minh mà ra hết. Nên giải trừ vô minh là cái gốc của khổ đau là phải giải trừ vô minh. Mình hãy sân, hãy si ha nè. Nên phải đi sâu vào và được quả chịu vào đâu đó. Còn cái ma gia hồi nãy quý vị hiểu rồi ha. À đó là dù cho là Như Lai tàng tâm á. Quay tặng khảo Nga đó ha. Khó lắm. Là phải tu. Vì vậy á, một vị Phật ra đời chẳng phải là chính nhân tạo từ tất lực ra. Tức là từ giả, giả tha, giả thành chân mạc. Từ xưa nay quý Nga mình còn một số vị hiểu lầm cái câu sau á. Khi cái bước cuối cùng thứ bảy á là Ngài mời chỉ lấy chỉ xuống Ngài nói một bài kệ đó. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng thanh tự ư kim tần hỷ. Trôi lên đôi chúng ba cõi sáu đường thiên cao, như thế ở đây chỗ thiền là mười điều thiền là. Rồi khi mà thấp nhất là ở chỗ khổ đau là địa ngục. Trôi lên đôi chúng ba cõi sáu đường là do cái ngã chấp này mà ra cả, do cái tình thức này mà ra cả, do cái dòng samsara mà chi phối cả. Nên ta vô lượng thanh tự cũng do cái tình thức này mà nó đẩy đưa. Nhưng mà đến đây đã chậm chức ư kim tần hỷ. Đem mình dịch sai thì mình cắt hai cái sao mình vẫn cái dịch nữa. Tên trời dịch đất ta là hương hiệp. Như vậy là nội tội cho Đức Phật quả đi. Ngài nói cái ngà chấp cho Ngài nội ta là hương hiệp. Cái tình thức nó trôi lên, thiền cũng là tình thức mà ác cũng là tình thức. Bởi vì ông nè, ác là dù cho là mu sâu kẻ độc là lạc dụng lâm cung. Mà thiền là hướng lên mười điều thiền là bằng trời, tề là bằng mà thiên là trời. Tề thiên là bằng trời, mà quầy lâm cung là mu sâu kẻ độc. Quý vị là mười ác cũng từng thân ý, mà mười thiền cũng thân ý. Mà thiền ác từ cái tình thức mà ra, nên trôi lên đường ba quải khảo đường là do cái tình thức mà ra, do cái ngà chắc mà ra, ta vô lượng đôi lăng vì nó. Nhưng mà đến đấy để chậm dứt ư kim tần thì quý vị hiểu nè, đến từ giả, giả tha và giả thành tiếng mạng. Đi cái bước thứ ba là Ngài thành tựu từ lời rồi. Đến cái bước thứ tư là Ngài cái giả hòa chúng sanh. Đó, bước thứ tư, bước thứ năm, bước thứ sáu, bước thứ bảy là Ngài đi dạo ngoài chúng ta. Như vậy là từ giá, giá tha, giá thành viên mạng, một vị Phật ra đời. Vì vậy mới có hai con rồng tạm cho Đức Phật bằng hai dòng nước nóng lạnh. Một dòng nước cực nóng và một dòng nước cực lạnh. Bây giờ mình ngược lại mình đi tắm Phật. Phải không? Phật tắm cho mình tắm với nồi. Cái người mà trải qua hai dòng nước nóng lạnh của cuộc đời mà từ tài của Ngài thì nó Phật. Còn mình quần nó cũng trôi luôn mà, nghịch cũng trôi luôn.
mình mà nóng cũng bị phỏng luôn, mà lạnh cũng bị tiêu luôn, phải nè. Có nghĩa là thuần nó cũng của mình đi, mà nghịch nó cũng của mình đi, khen cũng của mình đi, mà chê cũng của mình đi. Thì quý vị nếu nè, qua hai dòng nữa thuần nghịch cuộc đời mà từ tài của Ngài là Phật, còn mình thậm cho nổi, khen cũng nợ luôn, mà chê cũng đỏ mặt tiểu tài, không còn được cái nguồn nào mình thậm nổi hết trơn. Bây giờ mình làm lễ tạm Phật cho vui thôi, cho mình làm sao mình tạm Phật được vãng nè, phải không? À, đó phải là cái nghi lễ tạm Phật cho vui, cho Phật tạm mình, cho mình tạm Phật. Quý vị hiểu không? Mà đó là cái chân lý của vị Phật đó, cũng như mình đại là quái chẳng thảo Nga đó. Quý vị hiểu không? À, chẳng phải nghe Maya là tưởng cái bà Maya chính tại được tất cả ra. Không phải vậy, lấy cái ý, lấy cái ẩn dụ để nổi lên cái ý. À, được chứ, được đây. Dạ, quý vị là quý vị nào cái câu đó mà chưa thỏa mãn cái điều đó để vừa mãn sao này. Dạ, sáu ngày lục độ ba la mật đó ha, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định, Bồ Tát đi vào trong đời này thì cởi trên cái con voi đi bằng sáu cái phương tiện đó để làm lợi cho chúng sanh, đó là cái yếu tố của sáu ngày của con voi ấy. Kính bạch Thế Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bây giờ chúng con kính cung thỉnh quý sư cô, và quý sư cô sẽ gửi đến cho Chư Tôn Đức và tất cả đại chúng ở nơi đây một bài hát, đó là kính lại giác linh thầy, để tưởng nhớ đến thượng cố thượng tọa viện chủ ở nơi đây. Chúng con kính cung thỉnh quý sư cô đã ghi lại. Ngân ngân lệ bơi.
kính lạy giáng linh thầy, kính lạy giáng linh thầy. Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, thầy ra đi như tình thầy vẫn đây, một tình đào bao la như ánh dương đời sáng. Từ đàn em thơ trẻ đến cụ già tiên dương, mang mang niềm thương nhớ ghi đậm hình bóng thầy. Thầy một lần nhâm ân là quá hết một đời, chúng con buồn quay quanh ngân ngân lệ đầy vơi, ngân ngân lệ đầy vơi. Kính lạy giáng linh thầy, kính lạy giáng linh thầy. Thầy một lần nhâm ân là quá hết một đời, chúng con buồn quay quẫn ngân ngân lệ đầy vơi, ngân ngân lệ đầy vơi. Kính lạy giáng linh thầy, kính lạy giáng linh thầy. Quý sư cô gửi đến một cái nhạc khúc hết sức là cảm động để dâng lên gia đình cố thượng tọa. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, tiếp theo con kính cùng thỉnh thượng tọa Thích Thông Triết giải đáp câu hỏi này. Nam mô A Di Đà Phật, kính đảnh lễ các thầy và sư cô. Trong những câu chuyện thiền có câu chuyện về ngài Đức Sơn gánh kinh Kim Cang và gặp bà lão vân vân, và chỉ lên núi Long Đầm nhưng Long không thấy, Đầm cũng không. Vậy diệu lý ở đâu con không thấy, xin thầy chỉ rõ. Dạ, con kính cảm ơn thượng tọa A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính ngưỡng bái bạch quý hòa thượng chứng minh cùng chúng ta chư tôn đức và tất cả quý học viên. Thì câu này của bên ngài thiền tức là ngài Đức Sơn tuyên giáo. Ngài là vị mà nghe trong kinh nói rằng tu ba đại thành kiếp mới có thể chứng quả thành Phật, nhưng mà nghe phương Nam coi như là kiếm tánh thành Phật, cho nên ngài mới nói là phương Nam tức là nam năng bát tú. Và lúc bây giờ thì ngài chuyên giảng kinh Kim Cang, thì ngài nghĩ rằng ngài đi về phương Nam để mà ngài ruộng tận hang ổ cái lũ ma ở phương Nam. Do đó một hôm ngài đi cũng gần 2 tháng thì về gần ở phương Nam, tức là gần khoảng ở núi Hoàng Mai của Lục Tổ và gần của ngài Lục Tổ đang ở Bản Đông Quảng Tây bây giờ. Thì một hôm sáng thì ngài mới tới quán của bà lão, thì bà lão là dọn quán ra sáng sớm, thì ngài vô nói bà lão có gì điểm tâm thì cho coi như để điểm tâm. Thì lúc đó bà già vợ mới nói rằng thượng tọa gánh cái gì vậy? Thì ngài Đức Tôn tuyên giáo nói rằng tôi gánh sớ sao kinh Kim Cang, tức là kinh Kim Cang mà sớ đó là chú giải, sao là biên chép, thì là để mà đi giải kinh Kim Cang thì người đời đó gọi là chu Kim Cang. Thì lúc bây giờ bà già đó thì bà mới nói nếu thượng tọa giảng kinh Kim Cang thì xin cho già này nói. Thầy giờ này có thắc mắc có một câu trong kinh Kim Cang, nếu mà thượng tọa giải được thì chẳng những đi đường và già này còn cúng dường bánh bao theo và ăn sáng thì già này không lấy tiền. Thì ngay đó thì là một vị mà giảng sư mà nghe nói vậy, bà lão hỏi đi, ngài Đức Sơn tuyên giáo nên hỏi như vậy và bảo
thì bà đã mới nói rằng, dạ thưa ngài, con thấy trong kinh Niêm Ca có nói là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Vậy thượng tọa hỏi dùng điểm tâm sáng nay, xin hỏi thượng tọa dùng cái tâm này để điểm. Điểm tâm từ cái điểm mà tiến qua rồi điểm sống ấy, tức là ăn trát hay ăn quan sát buổi sáng ấy. Thì khi hỏi tới đó, thì ngài nghĩ cái câu này nó lạ quá, trong kinh đâu có, thành ra do đó mà ngài ngẩn ngơ. Thì bà hỏi sao thượng tọa nghĩ thế nào, thì ngài cũng không trả lời được. Thì tới một lúc sau thì bà già bà nói rằng thôi bây giờ nếu mà ngài không có tiền trả lời thì già này mời ngài, và mời ngài ra khỏi quán của già. Và sau đó thì ngài gánh kim kiêu mang đi. Thì khi ngài đi lên tới gặp ngài tới Long Đàm, ngài tên là Sùng Tính. Thì tới khi mà ngài ngộ đạo ở Long Đàm Sùng Tính đó, cái chuyện đó nó còn dài. Thì ở đây đó, ở đây huynh đệ hỏi thì cái phần này nó chưa nhiều thiền. Thì Long là rồng, Đàm tức là cái đầm, tức là cái rồng đó tức là dụ cho nó gác, mà cái đầm đó tức là cái vật chất, tức là dụ cho cái thân này. Cái thân này có được là giờ phải có tánh giác. Và trong này thì Thông Triết nghĩ rằng hôm đó Thông Triết nói với huynh đệ tôi hôm mà chia sẻ đó, thì có nói trong đoạn Trường Tương Thanh, trong đó là có cái đoạn là thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kêu mấy ông ba chữ tài, có tài mà chi tài, chữ tài liền với chữ tài một phần. Thì trong này Thông Triết hỏi chỉ có hai chữ quan trọng, thì huynh đệ cứ nói chữ tâm với chữ tài, chữ tài. Thật ra đó thì nếu mà nói như Hòa Thượng Minh Điền và hệ thống pháp lý đó, nhận ra cái chân tâm thì tất cả các pháp đều không, ngộ không thì mình giải được hết. Còn nếu mà không còn thấy đó, còn thắc mắc tức là chưa ngộ và chưa tới. Giống như đây mà khi chúng ta ngồi tại chánh điện của chùa Tam Bảo thì chúng ta đã tới nơi rồi, mà nghe ai nói là chánh điện chùa Tam Bảo ở đâu thì biết là nó chưa tới. Do đó cái phần mà muốn được ăn điểm tâm mà không trả tiền của bà già này đó, thì với bên thiền cũng khi nào những người đã sáng mắt. Mà trong kiếp thì chưa, nhưng mà do đó cũng nghe mà tưởng từ giảng giải thì có hiểu được chút đỉnh, thì có thể trình bày để mình để hiểu. Mà muốn hiểu cái phần này đó thì như thiền mới nói ở đây thì phải hiểu đằng kia. Chẳng hạn như thể một vị quan quyện có một cô nàng con gái rất là đẹp, nhưng mà quan thống đốc, tổng đốc, tổng trống và hỏi để cưới làm dâu thì cô nàng không chịu. Thì cô nàng này có thương bạn học trò nghèo, hy vọng sau này chàng đổ trạng nguyên, cho nên hai người âm thầm mà không có bằng lòng để mà đi xuất giá. Cho nên thường hai người này đã có hẹn đêm 30 là chàng học trò nghèo nó leo vào trong vườn. Và trong khi mà leo vào vườn thì hai người mới gặp. Thì gần Tết thì quan quyện thương người con gái, cho nên sửa cái lầu ở bên phía bên đông và dời cái phòng cho cô về ở bên Tây. Và trong khi mà dời về bên Tây đó, thì lúc xưa thì không có báo trước, thì một tháng mới gặp một lần. Cho nên khi mà tới ngày 30 là trời tối, biết là giờ này tối là người thương mình cũng vào trong cái rừng cây của trong huyện đường rồi. Cho nên sợ leo lên mà leo bên bên đông thì sợ gặp lính nó ngủ ở đó, cho nên mới đứng ở trên lầu nó nói rằng: Tiểu Ngọc, lão gia sửa cái lầu bên đông của cô rồi, bây giờ lão gia chuyển cái phòng của cô qua phía bên tây đỡ, bên này đang làm sửa, vậy chút nữa đem cái bình trà lại cho cô lên lầu phía bên tây nghe Tiểu Ngọc. Tức là nói gì, tức là nói cho Tiểu Ngọc là cô thị tỳ, nhưng thật sự là nói cho Tình Lan để biết. Cho nên chị thiền có nói là tần hô Tiểu Ngọc nguyên vô sự, cốt ý Tình Lan nhận ách thích, tức là nghĩ cái người tình mình được nghe thôi. Cho nên cái phần này muốn hiểu mà muốn ăn được cái bánh của bài lão này đó, để biết Long Đàm ở đâu, thì bên thiền Thông Triết sẽ lấy một thí dụ. Mà khi mới tu thì Thông Triết cũng lấy làm lạ, tại vì xưa đây thì Thông Triết đã từng 50 năm tu cư sĩ đến quý hòa thượng ở vùng quê, thì tu thì tịnh độ. Sau này mới gặp Hòa Thượng Thanh Từ năm 88 mới theo. Thì lúc sau này mình lúc đầu thì không hiểu, thì mình thấy những cái chuyện thiền của bên Nhật Bổn sao nó lạ quá, thì có hơi thắc mắc. Nhưng sao thì không thắc mắc, mong rằng huynh đệ hiểu ý mà quên lời. Thì tại
Kyoto là thủ đô cũ của Nhật Bản, thì có vị thiền sư nổi tiếng tên là Cô Tăng. Thì cái thiền viện này khoảng 500 tăng ở. Thì một hôm có một vị tu sĩ đi vào mà nhìn và thì biết, tại vì bên Nhật cái thân thiết mới vừa qua bên Nhật hồi tháng 4 rồi, đi trong đoàn họ mời qua bệnh. Thì bên Nhật cái tu theo thiền hay tịnh độ họ có một cái của cái miếng vải đeo trước cổ trước cực ngực này bằng hai ngón tay thôi, bằng hai ngón tay thôi mà vòng tròn như số 8 đeo thì mới biết là đây là thiền hay mật tông hay là tịnh độ. Thì cái vị này bước vào, vị này tu tịnh độ tên là Viên Thừa. Thì vào tới đó thì xin gặp hòa thượng đang đầu, thì lúc đó là ngài Cô Tăng vừa gặp. Thì ngài Cô Tăng vừa gặp hỏi gì ồ thầy tu theo tịnh độ à? Thì ngay đó cái vị tăng Viên Thừa nói dạ bạch hòa thượng con tu theo tịnh độ. Thì vị này mới thấy cái cốc cách của người này đi là dù tu tịnh độ nhưng mà rất là tỉnh giác và tỉnh trạng, cho nên nó hỏi rằng thượng tọa đang ngủ ở đâu? Nói dạ con ở Vipassi. Thì nói thượng tọa năm nay bao nhiêu tuổi? Thì nói cái này là không biết hơi sốc, nhưng bây giờ mới hiểu là không sốc. Thì lúc đó đấy, ngài Viên Thừa nói bạch hòa thượng, con tuổi con bằng tuổi A Di Đà. Thì ngài Cô Tăng mới hỏi là A Di Đà bao nhiêu tuổi? Thì vị này mới nói rằng vị Viên Thừa nói giờ bạch hòa thượng hoặc A Di Đà bằng tuổi con. Thì ngay đó thì sư Cô Tăng ấy, tức là bên thiền có những cái đoạn lại nói ông bây giờ ông đi, đang đi tới đâu đây? Thì ngay đó ngài Viên Thừa mới lấy cái tay trái đưa tay lên vậy, hạ xuống không nói một lời. Thì ngay đó hòa thượng Cô Tăng mới chỉ ra hơn 10 vị tăng ở trong thiền viện đó nè, cái chú thấy không, tu tịnh độ mà ta tu tới mức độ này thì các chú phải ráng mà tu. Thì ở đây muốn nói là thiền tức là chủ quay trở về cái thực tại và sống trong an trú trong cái hiện giờ hiện tại. Ví dụ tôi hỏi ông đang ở đâu mà mình nói là sai, cho nên chỉ bằng đưa cái cánh tay lên một cái là chứng là hiện diện ta ở tại đây. Mà cái gì biết nói đó là cái tâm kia là tâm Phật, tâm không còn giận hờn, không tâm không còn thương ghét, thì cái ngay đó là thiền tại đó. Cho nên ngài Viên Thừa được vị kia mời vô, ngài thiền dụng với lại hòa thượng đằng đầu mời vô rất là trọng lòng. Thì trở lại cái chỗ mà muốn ăn được buổi sáng của bà lão này và chủ quán này đó mà không có trả tiền mà được thêm thức ăn mang theo đường đó, thì nếu mà thiền là an trú về hiện tại và trở lại cái thực trạng của mình đang sống thì biết cái này đây chứ không biết cái niệm thứ hai thứ ba. Thì ngay bà đang đứng hỏi đó, thì theo cái người mà sáng mắt đó, bà vừa đang đứng hỏi đó, đạp thì bà đạp cho không ăn được đường. Là tại sao cái gì biết đạp để phải sống luôn cái tánh giác đó. Tại vì sao chúng ta đây ma ma Phật Phật cũng do ta, ma Phật khác nhau chỗ tránh tà, giác là Phật mê là ma đó vậy. Chơn như là Phật còn vọng vào ma, mà Phật hay ma do ta chọn lấy. Do đó khi mà cái phần mà bà lão rồi bà hỏi ngài Chu Kim Cang, sau khi nghe đó ngài chưa ngộ, tới chừng sau khi ngài lên gặp ngài Sùng Tính tức là ở Long Đàm đó, vào một hôm, nghĩa là ở đó 3 năm, thì ngài một hôm ngài giảng kinh cho nghe rồi trở về, thì ngài Long Đàm mới nói rằng thôi tối rồi con về liêu con nghỉ đi. Vừa đi ra nó dạ bạch thầy ngoài trời tối lắm. Thì lúc đó ngài Long Đàm Sùng Tính đó mới cầm cái đuốc, mới đốt cái đuốc đưa này con đi đi. Vừa đưa cầm đuốc thổ tắt cái phục, thì ngay đó ông đại ngộ đi. Đại ngộ thì ngài Đức Sơn Tư Giám ấy bạch hòa thượng, từ đây về sau con không bao giờ còn nghi ngờ và không bị miệng lưỡi các vị hòa thượng lừa nữa. Thì ngay đây đó, nếu mà trường hợp như thế một cái bài toán mà nếu mà ông thầy giáo không cho, mà nếu giảng cho học sinh đó, bây giờ phải làm tổng cộng chữ này là đấy này kia này như đây kết quả, thì đó là ông thầy không làm những cái phần này đó. Nếu mà huynh đệ mà nghi thắc mắc đây gọi là cái nghi tình, mà nếu huynh đệ tỏ thiện
trong bản sanh, tức là cái trạng thái không còn nhị nguyên, từ bữa nay qua bên kia trang tay từ ác, mà bây giờ mình bỏ ác mình chuyển qua thiện, tức là giảng sanh luôn thiện. Từ mê mà mình giảng sanh được tới từ từ qua bên giác, tức là mình cũng giảng sanh, chứ không phải chờ tới bên kia mới giảng sanh. Thì thông chiếu mong rằng những cái điều này thì thông chiếu chỉ chia sẻ trong lúc mình cũng còn tối, mà hiểu được bao nhiêu thì thông chiếu trình bày đến đây. Thì nhờ quý hòa thượng, quý thượng tọa có những điều chút thêm, thông chiếu mong rằng những giáo sư. Quý vị nào hỏi câu này hiểu không? Hiểu từ nãy nói gì không? Hiểu được chết liền. Thông chiếu cũng nói thêm một phần nữa là những phần này đó, nếu mà giải thì càng giải bao nhiêu càng bắt bước bao nhiêu. Thì cái dù cái có không không có hai cái nhị nguyên này đó, ngày từ rồi anh có nói đó, tác hữu trần sa hữu, quy không nhất thiết không, hữu không như thủy nguyệt, và trước hữu không không. Thì những cái phần này đó thì nói là cái gì, tự mình ăn đi mình sẽ thấy, nghĩa là chứ mình ăn mình mới no, chứ còn nếu bên ngoài mà những cái bên ngoài nó kiến giải thì không có tới đâu. Dạ, kính cảm ơn thầy tòa. Tiếp theo thì xin kính tin tưởng là thầy thượng sĩ, thầy thượng sĩ sẽ trả lời câu hỏi này, hỏi bổ sung. Dạ. Ồ dạ, thưa ông hả? Dạ, thưa thầy. Cái vòng tâm bất khả đắc cả. Có phải không nè?
Bởi vì tìm tâm quá khứ cũng được, tìm tâm hiện tại cũng được, tìm tâm vị lai cũng được. Thì ông điểm tâm nào? Đưa vào cái chỗ phi tư lương tức tòa thiền chỉ hữu dạng. Quý vị hiểu nè, đó chỉ là thiền á. Chứ con phi luận, con biển dài, con ví dụ, con nói cái kia là vòng cảm thiền như cả. Nên như ngài trong bộ ngài có nói câu là ý thánh tinh tham đều đẹp thế, một phần trắng sáng giữa trời treo. Tinh tham cũng không lập mà ý thánh cũng vất ra. Ý thánh tinh tham câu bất lập cả đều vất. Quý vị hiểu nè, bởi vì tất cả đều là vòng. Ở đó nên chứ Phật là chỉ cái thực tế, ngài thành Phật rồi ngài dùng cái tuệ ngài chỉ thực tế, còn mình là sống trên cái vòng cả, tất cả đều đang ở trên vòng, biết vòng cũng biết vòng, theo một vòng không theo một vòng, bởi vì đang ở trên vòng. Tu là tìm cách đánh lừa để nhảy ra khỏi cái vòng mà thôi, chứ không có pháp nào hết. Nếu có pháp là đổi tường, mà đổi tường là thức dính vào. Quý vị hiểu nè, đây chỉ một cái nghề thôi. Vì vậy Đức Phật nói đấy, tuệ quả gì ở đây không đồng không trung chuyển, biết về đến tu tập, đó là cái pháp đó gọi là đúng. Bất lập văn tự ngay tâm cất hết tất cả mọi đối tượng của thức đi, cái đó mình cũng tạm đặt cho nó cái tên là thiền, cũng tạm đặt cho nó cái tên là tịnh độ. Chẳng có tịnh nào ngoài thiền, mắng có thiền nào ngoài tịnh, mắng có thiền tịnh nào ngoài tâm. Quý vị hiểu nè, còn cái tịnh của Trung Hoa hay nhắc lại một lần nữa, cái tịnh của Trung Hoa thuộc về thần đạo, không phải của Phật giáo. Tiên cũng Phật A Di Đà đâu đó để ông rước lên là cái đạo thân đạo của những giảng đi trong kinh của Đức Phật dạy. Kinh A Di Đà cũng dạy về, kinh Vô Lượng Thọ cũng dạy về. Vì vậy ông nào là bởi vì kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ là Đức Phật ngài dạy về tâm mà thôi. Và niệm A Di Đà trong kinh Di Đà cũng vậy, là cất hết tất cả mọi đối tượng niệm, bởi vì niệm tự tánh. Di Đà trong kinh Di Đà là tự tánh, mà cất hết tất cả mọi đối tượng niệm gọi là niệm Phật tâm muội. Vì vậy nó cuồng lại cái điện độ nhất tâm bất loạn. Còn mình lấy thứ mình niệm với danh á, nên nó gạt cái đa niệm về nhất niệm mà thôi, không rời được nhất niệm. Lấy thức niệm với danh Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là gạt đa niệm về nhất niệm. Trong cái kinh Di Đà là dạy nhất tâm chứ không phải nhất niệm. Vì vậy cất hết mọi đối tượng niệm đi, nó mới đi về nhất tâm. Quý vị hiểu nè. Vì vậy ngài nói nán tín chí pháp, pháp có tín. Thầy nói tu tịnh độ là có là vậy đó. Đức Phật Thích Ca ngài nói tu tịnh độ có. Bây giờ mình nói tu tịnh độ về, ai nói Đức Phật Thích Ca nói sai cho ta coi. Nam tịnh chi phạm mà. Bởi vì coi hồi chúng trong kinh Di Đà có người Phật tử tại gia nào đâu? Không có, bởi vì Đức Phật ngài biết tiểu không nổi hành không trong. Nên không có cái đối tượng Phật tử tại gia. Còn bây giờ mình hiểu sai, mình lấy thức, mình niệm danh, thì mình gạt được đa niệm về nhắc niệm ác là tỷ thôi. Của gì thương mà thôi. Nhà lời không kỷ mưa trăng, tâm không tu niệm dục tham lọc vào, cho nó gặp cái này để ý nó gọi chạy bày, gọi là an lập ý tạm thời của dị thường. Quý vị hiểu nè, chẳng thể qua khỏi cái vòng tâm thanh diệt được, không thể phản thăng. Còn niệm chi đa cũng như chi đa là niệm tự thành, cất hết đối tượng niệm thì đó là thiền. Cất hết đối tượng cũng là thiền mà cũng là tình, trong đó tình thiền nào cả, khác nhau không quán quán khác mà biết tâm cả thôi. À, nếu chỉ mình hiểu cái thân, mà khi cả ngày chứng sư hiểu cái thân rồi là cũng có mất đi giờ để mà xa đà trong văn từ ngữ nghĩa trong giáo môn. À, nên chỉ còn một vị phê phạm một vị á, là thầy đưa thiền kinh ra chỉnh đuổi ngoài đại dương là vậy đó. Bởi cho nghiên cứu bộ kinh này qua bộ kinh kia, năm này qua năm kia, giảng trường giang đài năm ngày qua năm kia để tích tập cái vòng mà thôi. Nên bà già là bà đổ, để bà chỉ thẳng kim cương, còn ông kia là sợ sao kim cương, là cũng phải kim cương. Dạ như là Phật. Nhưng mà có một vị tăng
xưa giờ mình không hiểu chắc mình hiểu mình đã chết rồi. Thì là quý vị đang giơ tay đó là biết mình không hiểu gì hết. Dạ, thỉnh thượng tọa thượng sĩ trả lời cho câu hỏi này. Phật dạy ly huyễn tức ly, ly huyễn tức danh, nhưng thế gian lúc nào cũng sinh diệt như huyễn, vậy thì làm sao mà tìm được cái tâm chân thật của tuổi tôm? Dạ, cảm ơn thầy. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Kính chào quý Phật tử hiện diện ở đạo tràng ở đây. Hôm nay là một cái duyên lành rất là lớn. Chúng con về đây thỉnh tọa đức trí là một người bạn học và từ Việt Nam cũng như ở đây, cho nên hôm nay sở dĩ mà chúng con có mặt là chúng con thương thầy. Today I'm very happy. I'm here and now in the present moment. And I would like to express my deep gratitude to Master Đức Trí who passed away last year. And I love him, so I love him. And I'm present. I'm here and now in the present life. Thưa quý vị, là vừa rồi quý vị nói như thế này thì thật ra today we have a Dhamma discussion. Là cái pháp đàm với nhau, cho nên something not clear, we have duty to discuss together. Cho nên mình thảo luận với nhau. Thứ nhất là thượng tọa thông triết nói về từ bản sanh. Thưa quý vị, ở đây chúng mình thảo luận Phật pháp, cho nên mình có cái từ nào không rõ là mình mở với nhau ra để mình hiểu thêm. Chứ bản sanh mà thường thường chúng ta nghĩ là chúng ta ai mà nhắm mắt rồi không còn hơi thở là gọi là bản sanh. Quý vị hãy nhớ nè, vãng tiếng Mỹ nó có ba từ, một là end, hai là finish, ba là pass. Sanh là sự sống, life. 100 năm chúng ta sống tức là 100 years we live on earth là 100 năm chúng ta sống, mà 1 năm chúng ta sống có nghĩa là chúng ta bớt được 1 năm, đó không gọi là bản sanh. Quý vị đồng ý chưa? Tối gì đó gọi là vãng sanh, là sự sống chúng ta bữa nay là 7 years ago we live on earth, right now we still have 30 years more. We save free time for practice the Buddha teaching, là chúng ta cố gắng thực tập Phật pháp daily life trong đời sống hàng ngày. Đó chúng ta trân quý, khi mà cái đời sống chúng ta hết, chúng ta tận dụng lại, chúng ta thực tập Phật pháp hàng ngày. Đó chúng ta trân quý, đó gọi là vãng sanh. Quý vị nắm được đó. Chứ đừng có nghĩ rằng khi mà cái người đã nhắm mắt ra đi rồi, lúc đó cái người đó vãng sanh, mơ hồ lắm. Sự sống còn lại mà chúng ta còn ngồi đây và thương với nhau, còn ngồi đây chúng ta thân tập với nhau, đó mới gọi vãng sanh. Nhờ vãng sanh chúng ta tận dụng thời gian lại, chúng ta ngồi, chúng ta học Phật pháp với nhau. Đó là điều thứ nhất, quý vị nắm được chưa? Bây giờ câu hỏi thứ nhất là nãy giờ là anger. When you become angry, how do you control anger? Khi mà quý vị mà giận rồi đó, làm thế nào? Ta hỏi cái câu này á, how do you control your anger? Làm thế nào bạn điều khiển được, bạn chinh phục được cái anger? Thì nó có mấy phương pháp thực tập. First, deep listening, you practice deep listening. Second, you practice say loving speech, loving word, tức là ái ngữ và lắng nghe. Ở đây chúng ta có compassion more the Buddha. Buddha là Đức Mẹ Hiền Quan Âm. Hàng ngày chúng ta có tượng Mẹ Hiền Quan Âm và ngay tại nhà mỗi chúng ta trân quý Mẹ Hiền Quan Âm, là đó là cụ thể người cha người mẹ chúng ta thực tập. Khi mà chúng ta khổ đau, chúng ta giận dữ, thứ nhất chúng ta phải nhận diện cái giận đó là vô thường. Anger, this is impermanent. Nó là vô thường. If anger is permanent, you cannot control. Do you understand what I say? Cho nên khi mà cái giận là nó là vô thường, cho nên chúng ta không báo, không bám nó. Mà quý vị thường thường mà người mà không có thực tập Phật pháp, chúng ta bám nó, nó vô, cái giận nó là thường, cho nên chúng ta khổ. Mà người mà có thực tập á, cái giọng nó là vô thường, cho nên chúng ta không có báo nữa, chúng ta xả nó bằng cách là thực tập ái ngữ và lắng nghe.
cái từ đó mấy ôn mấy ngày mình thực tập dạy hàng ngày rồi mấy việc không áp dụng. Mà khi mà người mà không có thực tập cái anger thì ở trong gia đình đó thì vợ chồng dớt với nhau, ở trong chùa với thầy không vui với nhau, quý vị đồng ý không? Cho nên á, có một cái câu chuyện rất là đơn giản và rất là thiết thực ở vợ chồng. Câu chuyện này thứ nhất á, là quý vị thấy nè, khi mà đời sống á, hai đứa nó mới thương nhau, nó rất là dễ thương, nó nói cái gì cũng là 100% love each other. Mà khi mà nó sống với nhau á, một năm rồi á, thì ban đầu á, thứ nhất á, là gì? Anh nói thì em nghe. Quý vị đồng ý không? Mà khi mà sống đến 5 năm rồi á, anh nói, hai đứa mình nói á, thì bên ba nghe, bên phía nội nghe, bên phía ngoại nghe. Quý vị đồng ý không? Tại vì người không có thực tập anger, không có làm thế nào để thực tập ái ngữ và lắng nghe, khi mà cái giận nó lên rồi đó, thì lúc bấy giờ sao? Thì lúc bấy giờ thì mình nói thì hai bên nội và ngoại nghe. Và tới năm thứ 10 rồi đó, sống chịu không nổi rồi, bắt đầu mình nói ở xứ này nè, mình nói hai đứa nó nói á thì tòa nghe. Các vị đồng ý không? Cho chàng hỏi tay rồi. Cho nên các ngài á, nhất là cố và thượng trưởng lão Thích Thiện Siêu có nói là một chút giận nè, một chút hờn rộng động cả đời thì cũng khổ. Trăm điều xả, ngàn điều bỏ, thông dông tất dạ, rứa mà vui. Cái gì phải áp dụng thực tế gì đó mới chế ngự được cơn giận. Và cái thứ hai nữa là gì? Cái giận á, là bây giờ đó là cái giận làm ta xấu đi, mây che nhật nguyệt còn gì sáng trong, hỷ xả như đóa hoa hồng, vườn tâm tươi đẹp, mọi người đều mến thương. Quý vị đồng ý không? Rất là thiết thực. Cho nên quý vị hãy nắm được cái mấu chốt đó, quý vị lúc đó mới chuyển hóa cơn giận bằng cách là thực tập ái ngữ và lắng nghe. Quý vị biết là ở chùa quý thầy, quý sư cô là một người nhà tâm lý trị liệu. Ở chùa mà hàng ngày á, Phật tử có gì ở nhà xích mích với nhau á, hai đứa nó sống không ổn với nhau á, cứ gọi lên mà quý thầy á, phải thực tập cái hành lắng nghe. Mà nói xong hối không lắng nghe, bữa sau nó đem túi lên xuống giường nữa. Đó quý vị thông cảm nha. Cho nên đó quý thầy, quý sư cô mình phải thực tập cái hành lắng nghe 100% no talking. Khi mà thực tập gì đó thì cuối cùng á, cái họ quý vị thầy mình ví dụ, chúng mình ví dụ không, cái giọng nó một ly này không, quý vị cái tưởng tượng cái giọng nó, cái giọng nó không có hình tướng, cái nó xì anger, nhưng mà mình nói là cái giọng đó là bằng cái ly không, nước là trong ly, mà quý vị để cho cái người mà giọng đó ta rót ra hết trọi vậy, khi mà ta nói hết cái cơn giọng đó hết trong cái ly nước còn gì đó nữa rút. Quý vị không? Cho nên đó, quý thầy, quý thư cô học cái hành lắng nghe từ lúc bây giờ thì họ mát cái lòng nhẹ ra, nhờ thầy nãy mà con thấy con nhẹ ra. Quý vị không? Cho nên đó, cái phương pháp rất là quan trọng, quý vị phải thực tập cái hành lắng nghe. Vợ chồng mà thực tập mới có 50% á, còn cái dấu thầy là chưa có tu. Phải thực tập 100%. Quý vị đồng ý không? Phải nắm kim cốc đó. Practice 100% when you become angry or anger. Thì nhớ gì đó, thì lúc đó thì quý vị trút hết, thì khi mà trút hết cái ly nước, còn gì là trút hết cái giận rồi, anger pull out. No problem. Quý vị thân, cho nên á, phải thực tập á, bây giờ một cái câu thiền ca để đối trị cơn giận, quý vị khi mà giận á, anh với em mình có đi chùa Tam Bảo nè, hồi xưa mà thượng tọa Đức Trí còn á, thượng tọa các dạy về thiền ca nè, bây giờ anh em mình ngồi xuống đây, gia đình mình ngồi xuống đây, bắt đầu hai anh em mình hát, hai gia đình mình hát nè, cha vợ chồng mình hát cho con cái nó nghe. Bây giờ mời đại chúng cùng hát nha. Quý vị, cái bài đó là lời qua tiếng lại hai ba, lời qua tiếng lại giải quyết chi đâu, sao không dừng lại kẹo thêm sâu, lời qua tiếng lại đưa ta tới đâu, sao không dừng lại thở nhẹ và sâu, lời qua tiếng lại nè đưa ta tới đâu, sao không dừng lại mỉm cười nhìn nhau, sao không dừng lại mỉm cười nhìn
mà cái người mà có tu rồi lắng nghe hết, lúc đầu cái mình ngồi mình thực tập giống như mấy hôm vừa dậy đó, mình trúc mình lắng nghe, mình thực tập thở vào mình biết, mình thở vào thở ra mình biết, mình thở ra, khi mà ta trúc hết rồi đầu cái mình nhìn lại mình nói hôm qua bữa kia em nói gì anh nói gì đó, bữa nay mình vui rồi mình đem cái đó mình nói mình tâm sự, thì lúc bấy giờ cái người kia chịu nghe hết á, vì đồng ý không? Cho nên lúc đó thì mình mỉm cười nhìn nhau, thấy gì hết chưa? Đó nói về gia đình, nói về quốc gia và xã hội, quốc gia này tới quốc gia kia, mỗi quốc gia mà khi mà giận với nhau đó thì lúc đó có chiến tranh trên thế giới, biết gì không? Lời Phật dạy rất là thiết thực trong hiện tại. Khi mà một quốc gia này quốc gia kia mà thấy nó giận nhau á, thì cái phương pháp quan trọng nhất đối với lời Phật dạy á, ngồi lại gọi là đàm phán hay ngồi lại để hợp hội và chia sẻ, thì lúc bấy giờ gỡ những cái nụt khó khăn. Còn gia đình mình nói nhỏ hơn là vợ chồng mình trong cái đời sống hàng ngày, người có đi chùa có thực tập, thì lúc bấy giờ ngồi lại và lắng nghe và chia sẻ, chúng ta gia đình hạnh phúc thì con cái mới an vui. Mà cha mẹ vợ chồng mà không hạnh phúc, cái người khổ nhất là ai? Your children. Quý vị đồng ý không? Đó, cho nên đó, cái người khổ nhất đó, là người con. Cho nên đó, ở đây đó, cái giận là phương pháp thực tập, nói chốt lại là phương pháp thứ nhất là quán tưởng. Cái anger đó là impermanent, nó là vô thường. Nếu mà anger mà permanent đó, nó là thường đó, thì quý vị bám hoài là quý vị khổ. Mà cái người mà nắm vào nó là cái người đó khổ nhiều. Được chưa? Cái nắm được như vậy đó, nó hiểu được là người có thực tập giáo pháp Đức Phật. Đó là câu thứ nhất. Cái câu thứ hai á là voi trắng sáu ngà. Tự nhiên mình Dhamma discussion, tức là pháp đàm, là mình đã thảo luận với nhau. Voi trắng sáu ngà, chữ voi, voi trắng ở đây á là quý vị tượng trưng cho tinh khuyết, cho sự trong sạch. Cái hạnh của người Bồ Tát khác với phàm phu. Sáu ngà như nãy có thượng tọa MC nói á, sáu ngà đây là Bồ Tát bố tứ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Bồ Tát đi vào đời như hoa nở khắp nơi, trang nghiêm và tự tại, làm an lạc cuộc đời. Bởi vì sao? Một người Bồ Tát, một bậc thánh ra đời á, là vì nguyện lực ra đời. Một phàm phu ra đời vì nghiệp lực. Vì phải năm yếu tố đó, vì phải lột được cái ý của lời dạy Đức Phật. Đồng ý chưa? Vì nguyện lực, một Đức Phật, một Bồ Tát ra đời, cho nên Bồ Tát đi vào đời như hoa nở khắp nơi, trang nghiêm và tự tại, làm an lạc cuộc đời. Thấm được cái lời dạy Đức Phật, quý vị thấy ngót ngót lên. Nói lời dạy Đức Phật phải nắm, phải lột ngay cái chỗ đó đó. Quý vị thân, thì lúc đó mới lột tả. Bây giờ nói về cái ngã khúc sau quý ngài giải thích rồi. Thiên thượng, thiên ngã, thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn. Câu này nói hết bao nhiêu lời rồi. Mình cứ tranh đi tranh lại, nói đi nói lại, chưa có lột đi. Mô Phật, con may mắn học bên Ấn Độ. Những cái câu này chúng con hỏi tặng giáo sư Ấn Độ, mà cái vị đó học sử là giáo sư Sarao, Professor Sarao, thì vị đó mới giải thích á, quý vị phải biết ông đó là người đạo sích. Nhưng mà từ khi mà đạo sích á, là người ta để râu và quấn cái khăn, nó cũng giống như Hồi giáo chút, nhưng mà nó màu khăn nó màu đen hoặc là màu đỏ hoặc màu vàng, nó khác hơn. Nhưng mà cái người mà theo đạo sích á, là người đó phải giàu. Nhưng mà ông này á, là ổng từ giả cái đạo sích, ông lập gia đình và vợ với đạo Hindu. Mà từ đó dòng họ bái bài ông. Ông nói bái bài thì con học đạo Phật để con đi dạy Phật Pháp cho quý thầy quý cô Việt Nam. Khi mà mình hỏi những câu gì đó thì ông giáo sư nói là quý vị học Phật học phải nắm được cái chỗ này. Chứ ngã đây á, là con người. Manusa là tiếng Bali á, là con người. Bởi vì sao nó con người? Quý vị phải nắm chỗ này nè. Ông giáo sư ông nói là chứ ngã này á, bởi vì Brahmanism, tức là Bà La Môn giáo á, lúc nào Brahmanism, Creator, God number one, Thượng Đế Phạm Thiên, Đấng sáng tạo là số một. Nhưng mà Đức Phật á là con người, ngã đây là chỉ con người số đông. Vì
thì quý vị thấy là Đức Phật đưa con người là số 1. Nhớ chưa? Vỗ tay chỗ này. Ông giải thích đó, đó là con người đạo Phật. Con người là số 1, không có đấng thần linh, không có đấng sáng tạo, không có Brahmanism, không có những phạm thiên là số 1. Nhớ chưa? Con người là số 1. Thì sau đó mới nói là con người có tu tập, con người có giác ngộ, con người có practice the Dhamma of the Buddha every day. Đó là con người là number one. Nắm được cái ý đó chưa? Cho nên chữ ngã ở đây á, ông giáo sư ông nghĩ á, thì lúc bấy giờ là nói là đạo Phật đưa con người là số 1. Quý vị phải nắm được cái đó thì lúc đó mình phải hiểu lột tả cái triết lý của Phật giáo. Chứ còn mà mình á, mà không có lột tả rồi mình tưởng là cái này là ngã là chỉ cho Đức Phật tự cao tự đại mà nói con người, không có đúng. Mới cần sơ sơ cái ngồi lông ngồi da thôi. Mình phải nói là đạo Phật đưa cái ngã này á, là chỉ con người, chỉ có con người tu tập, chỉ có con người biết được cái điều xấu, điều ác, điều thiện, điều lành, hướng về đi vào con đường chánh tu tập. Cho nên đạo Phật đưa con người là nắm một quán. Quý vị nắm được cái chưa? Đó thì hôm nay những cái câu đó rất là dài và rất là rộng rãi, cho nên nhân cái pháp đàm này, Dharma discussion này, cái thảo luận Phật pháp này, cho nên chúng con cũng có những cái ý đó để thứ nhất là mình cùng học Phật với nhau, thứ hai là mình ứng dụng lời dạy Đức Phật vào trong đời sống hàng ngày, thứ ba là mình phải hiểu được đằng sau cái nghĩa của cái từ đó, thì lúc đó mình thấy cái triết lý và cái đời sống của lời dạy Đức Phật mới thấm được cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, tóm lại là cái câu hỏi chính thì chưa trả lời rồi. Câu hỏi chính của thực ra là... thì câu hỏi chính á, nhà thiền á, thì có thủ tọa hôm trước rồi, những cái pháp đàm á, mà có cái từ gì gút mắt với nhau á, thì mình thảo luận, còn cái câu hỏi chính á, về cái lĩnh vực của ai thì cái người đó trả, nhưng mà ở khi mà nói pháp đàm á, có những từ gì không rõ thì mình cùng nhau discussion. Dạ, câu hỏi của thượng tọa là tri huyễn tức ly huyễn tức giác, nhưng thế gian lúc nào cũng sanh diệt như huyễn, vậy làm sao tìm được cái tâm chân thật trong tụi con? Thì tụi tọa về lãnh vực rồi chưa tỉnh tọa. Đây là kinh Duyên Giác thì nợ có đầu qua có chủ, người nào nói ra kinh này tức là thượng tọa trường sĩ, nhờ thượng tọa trường sĩ nói lại cho bà con, chứ không biết nói lại thì ta không bằng lòng. Cái vị giáo thọ đó, mà khi mà quý vị phải nhớ nè, mình hỏi những câu nào mà có thiết thực trong cuộc sống đó, thì như nãy Anger đó rất là hay, cái câu nào trong trường hợp này có ứng dụng vào cái đời sống hàng ngày nó mới rất thiết thực. Còn nói về thiền là nói tịnh độ, rồi nói tịnh độ nói về thiền, cái đó chừng nào mà vô gọi là Dharma class đó, thì lúc đó mình học step by step thì lúc đó nó mới dễ dàng. Còn bây giờ mà ở đây phải làm thế nào mình ứng dụng cái lời dạy Đức Phật thì quý vị nên hỏi nó hay hơn, đừng có hỏi những cái câu như vậy, bởi vì nó cái tính cách lý thuyết, cho nên nó quý vị nên gác lại để khi nào mà mình có Sunday School, tức là cái lớp Phật pháp vào ngày Chủ nhật á, thì lúc đó mình học chương trình từng câu từng chương á, quý vị hỏi nó mới ý nghĩa hơn. Còn ở đây quý vị nên có một cái hỏi những cái gì á, giống như câu Anger, câu gì đó rất là thiết thực để cùng đại chúng cùng ứng dụng vào cái lời dạy Đức Phật vào đời sống hàng ngày hay hơn. Dạ, nam mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cũng kính xin phép quý hòa thượng sẵn đây thì con nói chuyện 2 phút thôi. Thì cái câu này tri huyễn tức ly, huyễn tức giác, trong nguyên duyên giác thì thông bếp nói rất là ngắn gọn. Tri là biết, huyễn là giả, thân này giả, nhà cửa cũng giả, chỉ tạm có thôi. Người đời như đó qua, chốn nở tối tàn, người đời làm khác chi qua, sớm còn có mất nở ra đại tàn. Rồi tri huyễn biết thiên là huyễn thì không có tô điểm nó lấy tạo nên những ác để sau này sanh chỗ khổ. Tri huyễn tức ly, mà khi mà ly là lìa nó rồi, không làm những bất thiện, thì mà lìa nó thì cũng không có bám víu nó, tức là không phải là bỏ nó, không phải là giết cho nó chết, nhưng mà rồi mình sống theo chánh nghiệp trong bát cái đạo thì ly
giờ ra thì thông kiến rất đồng ý của thượng tọa Pháp Trí và thượng Minh Điền với thượng tọa trường sĩ rất là hay, nhưng thông kiến không có đồng ý với ngài trường sĩ có một điểm nhỏ xin trình bày là ngài nói là hai vợ chồng mà nói rồi cái mấy tháng đầu rồi nói nhau rồi vào tới tao tòa rồi nghe đó, thì ở đây có câu chuyện là hai vợ chồng có một cô giáo sư này, người chồng là bác sĩ, người vợ là giáo sư, thì nó có đứa con trai nó 12 tuổi mà nó cận thị, thành ra sau này đổi hai lần kiến rồi. Nhưng mà có một hôm cái đi học về không ăn cơm, cái bà mẹ hỏi sao con không cơm, nó con muốn, nó muốn gì nói đi ba với mẹ thương con mà, cái nói mà con nói đừng có nói với ba, đừng có nói rầy con, ừ nói đi. Cái cô chú này mới nói dạ thưa mẹ con muốn cưới vợ. Cái nói con gì nói kỳ vậy, con mới 12 tuổi sao con muốn cưới vợ. Cái nói mẹ không cưới con không ăn cơm, rồi bỏ vô buồng từ đó tới chiều sáng buổi sau con không ra. Thì người mẹ thấy thương con quá mà có đứa con trai một, thằng vô nói chồng anh đừng đi làm, tôi chậm chút đi ở phòng mạch, anh nói với y tá nó thôi chuẩn bị đi, giờ vô nói cho nó ra ăn cơm. Nó nói gì thì người cha cái nghiêm phụ, người mẹ là tự mẫu cho nên vô người cha kêu ra nói mày sao mày nói sao nghe mà mẹ mày nói gì mày nói đi, cái ngồi khóc mày không có khóc thằng vô roi đánh dịp gì cho nó mày nói mày, tại sao mày còn cứ vợ mày 12 tuổi mà mày bây giờ tới giờ nó giờ con cận thị. Thì tao biết rồi, năm rồi tao cũng thay kiến, năm nay tao cũng thay một lần rồi, tại sao mà đổi cái vợ nữa vậy? Con nghe bác Bảy nói anh Hùng ở trên lầu của Hơi Khăn hai bữa trước đấy, mày muốn cưới vợ, ờ tao cưới cho mày sáng con mắt, cho mày vợ muốn cưới vợ cho con sáng mắt. Nhưng mà còn cái
gì thưa đại thừa đi nữa cùng đi vào thực hành. Chẳng phải là tích tập chỗ này thì nhớ không phải vậy, mà phải thực hành. Thực hành từ đó mới có kết quả, mới có kết quả. Nếu như trong cái quần chúng á, thường thường mình thù đồng cho mình vướng mắc những cái gì đó trong sự sống á, mình phải hỏi quý thầy sư, quý sư cô. Bởi quý tam bảo mà nước thừa thắng mà hỏi mà quý thầy quý sư cô mà bể tắc á, là phải đóng cửa lại mà lo mà tu trong nội lôi tôi về. Cho người đời ta hành rồi mà mình cũng hành là hỏi mình trả lời cũng ra là phải lo mà tu thôi. Nên đi trong cái gì thừa vững vàng rồi á, thì không ai mà làm cho mình đổi đạo hay bỏ đạo được cái đấy. Nên cái gì thừa đạo gì thừa mình nắm chưa vững thì làm ra mà lên đại thừa được, có phải nè. Nhưng mà bởi vì sao á, cái đêm hôm qua là thầy định nói trong gì thừa thôi, nhưng mà bởi vì tùng địa tạng nên thầy mới nói địa tạng, chứ thật ra là đại thừa quý vị khó hiểu lắm, phải khó hiểu nè. Nên là có một vị tổ nào thì bên tên rồi ngài dạy là phi ngộ thường căn thành Phật thế nữa, nhất thiết chư Phật gia cùng tâm sanh, tâm vô sở sanh thì Phật vô sở trụ, nhược đạt tâm địa sở trụ vô ngại, phi ngộ thường căn thành Phật thế nữa. Vì vậy khi thầy đứng dạy trường Phật học á, thì mới đầu là thầy dạy theo cái sự phân chia của cái ngài Hiệu Phật Hộ Phụ, ngài phân sao thì thầy dạy vậy. Nhưng mà sau thầy thấy khó dạy quá, là bởi mấy ngày chia tại này, ví dụ một quả bốn năm, thì cái năm thứ nhất á, là mấy ngày chia, ví dụ như trong cái tuần này á, hai tiếng này là kinh là bên gì thưa này, rồi hai tiếng này là bên đại thưa này, hai tiếng này là bên gì thưa này, hai tiếng này là bên đại thưa, thì thầy dạy được, thầy dạy được. Bởi vì cái gì thưa mà học tăng chưa học mà thầy đưa qua đại thưa cả là quý thầy là chừng hình hết, thầy mà dạy là chừng hình hết học không đủ. Đây là nói thôi, bây giờ con thả mỗi ôn, con thưa hồi ôn, đừng có theo chương trình trung ương. Bởi con có năm đó, ba tháng cứ không biết cái. Quý ngài lớn thì mỗi ngài phụ trách. Ví dụ ngài này trường ban giáo dục, ngài này trường ban quản giáo, vân vân. Là mấy ngài ở chùa, mấy ngài thế nào họp, phải tới tập trung lại mà họp. Nhưng mà cái người trực tiếp ở đó là mấy người, mấy thầy, mấy ra trường chưa đứng lớp ngày nào hết. Mà soạn chương trình giáo dục sao được không nghe. Phải không nè? Bây giờ ta cộng trừ nhân chia chứ được mà đem cái khách căn giải phương trình vào làm sao cái nông nồi. Nên theo con soàn lại năm thứ nhất, năm thứ hai học gì thừa đi, qua năm thứ ba, năm thứ tư học ngày học đại thừa, tụi con mới dễ dạy. Chứ đừng có chia môn nào cũng có vậy, không hiểu nổi. Quý Phật tử hiểu nè. Cũng như vậy, thầy đi giảng, thầy nói không gì thừa thôi, mà chỉ còn cái căn cơ vì nào giữa ông cao. Ôi, tôi xin lỗi nghe, thế nào gặp thầy nữa đi. Cho nội mà người ta căng cơ ta thấp á, mà hiểu không được nó nguy hiểm. Hiểu sai chứ cũng là nguy hiểm. Bán nè, nên chia không phải là cái pháp phổ thông, đại thừa không phải là phổ thông. Nên phi ngộ thường căng là thành Phật kích nữa. Nên hoàn toàn không có nghĩa thầy chân trì. Là cảm ơn thầy chân trì nhiều. Dạ, kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, chư đại chúng. Thật ra đó thì học 3 ngày để ai thành Phật được không? Ai thành được đó. Vấn đề ở chỗ là những cái gì mà những người nam nữ cư sĩ Phật tử còn động lại ở trong lòng, trong cái khả năng và cái sự hiểu biết là chúng ta có thể kiến giải được đôi phần để cho nó phù hợp thích ứng với cái chương trình và cái câu hỏi được đặt ra theo cái sự quan tâm của mỗi một cá nhân quý đại chúng. Cái đó là cái yếu tố quan trọng. Còn bây giờ chị hỏi từ nãy giờ nói cái gì đôi khi quý vị cũng nghe chứ cái dưới vậy thôi, thầy tới giờ bác ra ngồi nghe vậy thôi, bây giờ nói là biết nói gì. Thế thì xin thưa là những cái video clip ngày hôm nay á, trên mạng có đầy đủ hết ha. Bây giờ quý vị có thể tìm hiểu một cái gì đó rất là dễ dàng, chỉ cần bấm vài cái thôi là chúng ta có thể tìm hiểu được. Thì hy vọng là trên cái phương diện mà chúng ta học thuật thì quý vị có thể nghiên cứu thêm để hiểu biết rõ hơn và đọc để chúng ta biết. Bây giờ câu này câu cuối cùng để chúng ta khép lại cái chương trình ngày hôm nay đây. Xin kính cung thỉnh thầy giáo thọ thượng tọa Thích Nhật Châu. Đức Phật dạy khi nào nghiệp phân biệt thì trí sanh. Vậy làm sao đổi nghiệp thức ra trí? Làm sao để mà chuyển được cái thức thành trí? Dạ, kính cung thỉnh thượng tọa.
Dạ, xin cầu tòa càng ngắn càng tốt ha. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Con đi cao quá, nhà con chưa hiểu được, con xin trình ô. Dạ. Thật ra mà thầy mời Vô Phật, con xin sám hối. Nãy đó con nói như thầy trị sĩ là hoàn toàn thầy trị nói rất là đúng hết, nhưng con muốn nói mắc surprise là làm cái ngạc nhiên để cho mọi người để chú ý cái điều con nói tếu là cái vui thôi, chứ còn thật sự là ngài đó nói đúng trơn, không có gì trơn á. Xin ngài quan hệ sám hối, ngài đừng nghĩ là con nói ngài sai không, nhưng mà muốn đó là coi như là chỉ trích trong minh triết là tôn vinh cực điển. Mô Phật. Dạ. Tổ tiên có cái câu lắm, biết á mà không nói là bất nhân, mà nói mà không thấy là bất nghiệp này, mà nói gì nhân nhân thì tôi cũng hơi khó nói á. À đừng nói mãi, đừng nói cái chuyện quý nhân chứ. Câu hỏi đó, bây giờ nên chứ nhiều càng rất là khó. Là bởi vì thương thương mình nghe trực tỷ mình tưởng là trí thức cũng phải. Cái trí thức á, là thức là thuộc về sự phản xạ của bộ não. Nên cái thức của mình là có hai cái thôi, là trí và trí. Trí là sự phát động vào não để hình thành những cái khái niệm giả lập trong tâm thức khi đổi cảnh thanh tịnh, tức là từng địa hạt. Vì vậy cái trí thức đó là mang tính cục bộ của từng bộ não, nên học cùng một lớp thì mọi người cảm nhận khác nhau, mang tính cục bộ. Thứ hai là hạt hữu, mình nghiên cứu cái địa hạt nào mình biết địa hạt đó mà thôi, địa hạt khác mình cũng nghiên cứu mình biết, là cái trí thức mang tính chủ quan cục bộ từng vỏ não và có tính hạ hữu. Vì vậy phải nói là tùy chúng thanh tâm ứng sở tích lượng, rồi tùy theo cái tâm của từng người mà có cái cảm nhận khác nhau, bởi cái cảm nhận nó mang chủ quan của từng vòng thức, từng bộ óc, nó không phải là bản thân thực tại. Vì vậy bỏ Minh Hoa đường này mà giao đưa mọi người một tờ giấy mỗi việc về diễn tả Minh Hoa, mỗi người biết một bài khác nhau, nên cái tri thức của mình phải là bản thân thực tại. Quý vị có đồng ý nè, à đó là đi. Bây giờ trí là mình dùng cái sự phát sóng của nào để hình thành những khái niệm giả hữu trong tâm thức về một địa hạt nào đó. Rồi khi hình thành xong rồi đấy, mình áp dụng đi vào thực tế. Cái trí hành hợp nhất để cho cái thực tại nó hiện lộ, có thể có đúng vậy không? 7 năm học y lý về y khoa, rồi khi bắt đầu ra chữa bệnh là đem đi hành hợp nhất để coi thử có đúng chữa đúng bệnh vậy không. Mà khi đi hành hợp nhất á, cái thực tại hiện lộ đúng rồi mới là trí. Mới là trí. Thì cái tiến sĩ á, là đạt được trí và trí thôi. Bởi vì nhà khoa học dùng cái sự phát động của vỏ não ngược lại, Phật giáo ngược lại. Lên qua cái phần thứ ba là tuệ. Thì tuệ là gồm có hai phần, phàm tuệ và thánh tuệ. Phàm tuệ là cái lực quán chiếu của nhị thừa, có cái chỉ và cái quán song hành. Vì chỉ quán song hành nên cái định tuệ mới buông đặt. Có quán chiếu rồi từ đó mới biết cái đó dài, người ta nói mới không tức. Không tức là định, quán là tuệ. Mà khi đó hiểu rồi mới không tức, tức là định, định tuệ buông đặt. Chỉ quán song hành từ đó định tuệ buông đặt. Là cái phần ngày dạy thông kính, đó là cái thiền của nhị thừa đó, để ăn lập ý, định tuệ buông đặt, để hình thành một cái bậc gọi là bậc thiền. Cái người nào mà có quán chiếu mới có phàm tuệ, mà có phàm tuệ mới bị bậc khổ đau, tức là thành bậc thiền. Hãy quý vị ông nè, còn cái bậc thánh á, tức là nói qua trường thức thanh tỷ. Tức là không dùng cái sự phản động vỏ não nữa, mà vượt qua khỏi hết tất cả mọi cái khái niệm của tinh thức. Vượt qua bằng cách nào từng ngày mình hay gọi cách. Nếu mà thầy nói cách một cái là đối tượng của thức, thức thường chỉnh vào liền, mà không phải là không có cách. Nên vì sao mà vào gọi thế nào là đại ý của Phật và ngài hay nhờ viện Việt Nam đó, ngài Định Hương Trưởng Lão và ngài Hữu Chỉ. Ngài Hữu Chỉ tới hỏi đạo ngài Định Hương Trưởng Lão, ngài hỏi bạch hòa thượng, thế nào là đại ý của Phật pháp. Ngài Định Hương Trưởng Lão, ngài lặng thinh, đừng thinh, đừng thinh, ngài nói gì cả. Một đôi gì ngài hỏi là ngài Hữu Chỉ, để hiểu chứ? Ngài Hữu Chỉ nói giờ có chứ hiểu. Ngài Định Hương Trưởng Lão, tôi đã chỉ cho thầy đại ý của Phật pháp. Đó là một cái
cái xảo thuật để mà vượt khỏi cái dòng samsara đêm mộng mơ ngày tơ tưởng. Người nào tu gì cũng biết, mà đêm còn mộng mơ ngày còn tơ tưởng là bản thân rồi, chẳng phải bản thân là chết. Rồi là thượng tọa trung thiền nói Phật không dạy bản thân là chết, bản thân rồi còn đi giáo hóa nữa, 80 tuổi ngay thì mất phải nè. Quý vị cũng tin, quý vị đọc trong cái cuốn kinh niệm Phật Ba La Mật đó, vạn sanh đồng nghĩa với thành Phật. Quý vị đọc trong cái cuốn kinh niệm Phật Ba La Mật đó, quý vị nè, tức là qua khỏi dòng tâm sanh diệt, không còn bị cái tình thức chi phối nữa, gọi là chuyển thức tình tỷ, là một cái pháp hành từ đó nó mới thành tỷ, chẳng phải là nhận bằng khải niệm. Vì vậy ngài Thế Thắng là ngài đưa ra cái tượng của thức biển hiện tượng để quy tánh đấy, rồi cùng là ngài kết luận á, hiện tiền con lập trước Phật là duy thức tánh không bao giờ hiện lộ. Hiện tiền mà con dùng thải niệm là duy thức tánh bao giờ hiện lộ. Đó là cái cách chuyển thức tinh tỷ, tức là cũng là thiền đó. Chuyển thức tinh tỷ cũng là thiền, cũng là tình, muốn nói gì nói, không cần nói làm cho đúng tâm là được. Cảm ơn này chú. Dạ, như là Phật cho trả lời của một người tuyệt vời đó. Bây giờ chúng con kính cung thỉnh là Thượng Tọa Phước Thành. Dạ, Thượng Tọa. Cái câu trí và thức á, thì đại chúng cho con khoảng 5 phút còn lại, 4-5-3 phút rồi chia sẻ này. Thưa đại chúng, là lúc mà chúng con học bên cái lớp mà thảo luận về Phật pháp á, thì trong đó là người nhiều thành phần khác nhau, thì ta hỏi trí và thức, chữ trí á, và thức á, thức là tiếng Mỹ á, gọi là knowledge, thức á, nhà trí á, là wisdom or insight, thì á, hai cái đây á, là cái kia trí á, gọi là mình phải ứng dụng vào đời sống, trí á, là learning, thức là learning, còn á, trí á, là practice, nhà learning and practice. Thì thưa quý vị á, ai cũng biết rằng trí và thức á, nó khác và giống nhau thế nào, thì mình hãy nói cái này. Ai cũng biết rằng hút thuốc á, là có hại cho sức khỏe. Quý vị đồng ý không? Ai cũng biết hết á, nhưng mà mấy cái anh mà đã hút rồi á, anh biết, nhưng mà anh có nói câu, anh nói thông mô Phật, thưa thầy, thà gia đình vợ con không bỏ cho thuốc còn bỏ. Quý vị có nghe không? Cho nên á, là cái đó gọi là thức, là người có học, ai cũng biết hết, nhưng mà áp dụng vào đời sống nè, là trí là người có thực tập, nãy nó practice ấy, là người có thực tập. Còn câu hút thuốc ở kia là một ngày á là 20 điếu, nhưng mà con đi chùa Tam Bảo á, bây giờ con practice the Dharma of the Buddha every day, cho nên á con thực tập, bây giờ con hút một ngày 10 điếu. Từ khi mà con hút 10 điếu rồi, con gặp thượng tọa thông triết, con hút phải 5 điếu nữa, mà khi á gặp được quý ôn ở đây á, con hút một ngày 1 điếu, tới khi cuối cùng á gặp được thầy đường sĩ không có điếu nào hết. Cho nên quý vị phải nhớ nè, cái trí á là thực tập, mà khi cái người mà ai cũng biết mà có hút thuốc là có hại cho sức khỏe, thì lúc bấy giờ là điều dừng lại và buông bỏ và chuyển hóa nó. Thay vì cái tiền hút thuốc mình dừng lại, mình lấy cái tiền đó một ngày ví dụ 20 điếu đó, mình lấy đồng mình để dành được cái bụng bỉnh, rồi khi mà chùa có xây dựng, có làm cho Tam Bảo, mình lấy mình cúng dường. Khi mà ở Việt Nam có bão lụt, mình lấy đó mình đi cứu trợ. Quý vị thấy thiết thực không? Nắm được trí và thức chưa? Còn ta cái lý đó là một phần. A Di Đà Phật, kính cảm ơn Thượng Tọa. Tuy nhiên nói thì nó ai nói được, nó làm thì nó là chuyện khó. Bây giờ xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Thích Phước Hành, như là một lời chia tay để kính gửi đến chư tôn đức cũng như tất cả đại chúng, kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần ở bên trên chư tôn Phật tử, chư tôn Phật đại tăng ni, và kính thưa toàn thể quý Phật tử,
lần đầu tiên chúng con làm những môn nhân phạm nữ của thượng tọa thượng chủ thượng tam bảo. Đầu tiên chúng con xin thành tâm đảnh lễ niệm ơn quý ông quý thầy đã cảm đến cái hành nguyện thiện dương Phật pháp cũng như lòng từ rộng lớn của thượng tọa thượng chủ chùa Tam Bảo chúng con đã gác lại tất cả những Phật sự bồng bề và bồng từ đáp lại lời thỉnh cầu của chúng con. Quý ông quý thầy đã thân lâm về đạo tràng này trước là giáo thọ sư cho khóa tu bảo ân, kế là chứng minh tác lễ tiểu tường cho thượng tọa thượng chủ chúng con. Sự thân thành của quý ông quý thầy về đến với đạo tràng này là một cái động lực, một điều sắc tấn rất lớn cho môn nhân pháp luật chúng con. Chúng con lấy đó làm kim chỉ nam để cố gắng trên con đường tu nhân học Phật. Và cũng xin tán thán đến quý Phật tử từ ở nơi phương xa như Canada cũng như các tiểu bang lân cận đã không quản ngại cái đường xa xa xôi, tất cả vì cái lòng hiểu đạo cầu đạo mà đến nơi đây để tu học trong hai ngày và tu bảo ân. Thì mà chúng tôi thêm đức kính thưa toàn thể quý Phật tử, cái sự hồi ngộ nào mà cũng có chưa đi thì trước khi con xin học cái bài này để tặng hội chúng thì con cũng xin thưa rằng cái bài nhạc này thì nó hơi đời tí nhưng mà nó có một cái gì đó rất là hay hay, cho nên con xin một tặng hội chúng. Tuy rằng cái giọng hát cũng không được hay ồ ờ tí nhưng mà nó mang cái tâm hồn nghệ sĩ. Và cũng xin gửi gắm đến quý Phật tử trong hội chúng khóa tu này một thông điệp là lắng nghe để hiểu và nhìn lại để thương. Sở dĩ thầy xin gửi gắm cái thông điệp đó đến quý Phật tử là muốn sau cái khóa tu hai ngày ngắn ngủi này khi chúng ta rời khỏi trụ sở tâm bảo này, chúng ta mang theo những gì về nhà, chúng ta phải cố gắng hành trì A Di Đà Phật. Bây giờ con xin tập phép đáp. Những thêm thôi
Lê Thị Vân Phạm Danh Diệu Hành.
Lê Thị Vân, Phạm Nhân Diệu Thành. Lê Thị Vân, Phạm Nhân Diệu Thành. Lê Thị Xét, Phạm Nhân Châu Hầu. Chúc Hầu. Chúc Hầu. Chúc Hầu. Lưu Tụ Quanh, Phạm Nhân Nguyên Phương. Con mình đưa cái tên. Ngô Thị Liên, Phạm Nhân Trơn Tâm. Ngô Thị Liên. Nguyễn An, Phạm Nhân Diệu Lý. Nguyễn Đình Hiền, Phạm Nhân Minh Hùng. Nguyễn Duy Ân, Phạm Nhân Nguyên Tuệ. Nguyễn Duy Ân, Phạm Nhân Nguyên Tuệ. Nguyên Tuệ. Nguyễn Huỳnh Phương Nguyên, Phạm Nhân Quảng Tâm. Quảng Tâm. Nguyễn Lê Trúc Anh, Phạm Nhân Nguyên Hòa. Ủa sao con chụp hình? Nguyễn Lê Trúc Anh. Nguyễn Thị Kim, Phạm Nhân Diệu Lạc. Nguyễn Thùy Lan, Phạm Nhân Tâm Thường. Canada luôn. Nguyễn Tony, Phạm Nhân Nhật Nguyên Tấn. Nguyễn Tường Long, Phạm Nhân Minh Tài. Nguyễn Việt Ân, Phạm Nhân Nguyên Đức. Phạm Thị Huệ, Phạm Nhân Tâm Hương. Nguyễn Thị Huệ, Phạm Nhân Tâm Hương. Phạm Quý Do, Phạm Nhân Tâm Hương. Phùng Anh Tuấn, chứ là Phạm Nhân. Thái Thị Thẩm, Phạm Nhân Đồng Diệp. Đồng Diệp. Trần Thị Thùy Lan, Phạm Nhân Thị Phương. Tổng Thùy, Phạm Nhân Đức Chân Châu. Cái gì là Chân Châu là ai? Trần Huy, Phạm Nhân Minh Thông. Trần Ngọc Dũng, Phạm Nhân Huệ Dũng. Võ Bộ Uyên, Phạm Nhân Diệu Khánh. Diệu Khánh. Võ Hòa, Phạm Nhân Diệu Thuận. Diệu Thuận. Dạ. Dạ rồi. Võ Hùng Miên, Phạm Nhân Minh Đức. Minh Đức ở đâu? Võ Văn Bài, Phạm Nhân Trúc Thiệu. Võ Trung Nhiều, Phạm Nhân Minh Đăng. Đứng lên anh nhiều, em quay cho toàn cảnh anh nhiều. Võ Thị Sáu, Phạm Nhân Phước Huệ. Phước Huệ. Cô Sáu. Võ Uyên Minh, Phạm Nhân Diều Mẫn. Võ Văn Cầm, Phạm Nhân Minh Quang. Rồi, A Di Đà Phật, xin cảm ơn đại chúng. Dạ, xin tất cả đại chúng cho một tràng pháp tay thật lớn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính đảnh lễ Chư Tôn Thiền Thích Tăng Già. Kính thưa tất cả đại chúng, giờ này điều mà chúng con muốn nghe đó chính là đạo từ của Hòa Thượng Chứng Minh. Chúng con thành tâm đảnh lễ kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Như Minh sẽ đại lao cho Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni có đôi lời đối với đại chúng để chúng ta kết thúc chương trình này. Chúng con thành tâm kính cung thỉnh Hòa Thượng A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức trong Hội đồng Giáo Tòa. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa quý Phật tử tham dự cái khóa tu ba ngày của tại chùa Tam Bảo ngày hôm nay. Thì trong ba ngày thì tất cả đại chúng Phật tử chúng ta thì với cái sự thuyết pháp cũng như là hướng dẫn tu tập của Chư Tôn Hòa Thượng hiện tại Đức Tăng Ni trong hội đồng Giáo Thọ thì cũng là để chúng ta học lòng dạ Phật trong ba ngày. Và trong mỗi chúng ta đều là một vị Phật tương lai, tức là mỗi chúng sinh đều có Phật tính và
thắp sáng Đức Phật trong mọi chúng ta và trực tế Đức Phật trong mọi chúng ta. Như vậy, trong một ngày chúng ta tu tập thì chúng ta đang đi trên con đường giải thoát và giác ngộ, cũng như là chư vị chư Phật con chứa và đi, chư vị Bồ Tát, chư vị Thánh Sinh và đi. Thế nhưng chúng ta biết rằng cái giáo điều của Đức Phật có nhiều pháp môn như vậy và có những cái hành trì, cái phương pháp hành trì nó có nhiều cái pháp môn để thực tập và tu tập, nhưng mà lời dạy Đức Phật là chân lý. Cái lời dạy đó là mục đích của nó là đưa đến cứu cánh, là để đạt thành cái Phật đạo và đem đến cái sự để phục vụ cứu độ cho chúng sinh được giác ngộ, như chư Phật cũng nói cũng là đi. Và tuy nhiên là có nhiều pháp môn chư Phật, có những cái kinh điển để chúng ta hành trì, nhưng tất cả đều là do Đức Phật thuyết giảng và không có gì là sai biệt ở trong cái con đường của giải thoát và giác ngộ, không có gì sai biệt của con đường của để đạt đến cái sự có giới có định có tuệ, tức là đưa đến cái từ bi và trí tuệ trong người chúng ta và thắp sáng cái Đức Phật ở trong người chúng ta. Và mong rằng trong ba ngày vừa qua chúng ta được nghe cái lời thuyết giảng của Chư Tôn Đức và được thấm nhuần cái lời dạy của Đức Phật, và có được trong cái giây phút hiện tại thì có cái sự thăng lạc hạnh phúc. Và cái năng lượng đó khi mà chúng ta trở về với gia đình, trở về xã hội thì chúng ta cũng đem cái sự thành tựu mà trong những ngày tuần vừa qua để áp dụng ở trong cái đời sống của chúng ta, cho cái sự an lạc hạnh phúc cho người chúng ta, cho người thân, cho gia đình, và đem lại an lạc hạnh phúc cho xã hội. Đó là cái lý tưởng của cái lời dạy của Đức Phật mà chúng ta có thể nhận được trong ba ngày vừa qua. Thì mong rằng cái sự an lạc và cái sự con đường tu tập đó được thành tựu và tiến triển trong những trong ba ngày hôm nay, và chúng ta về sau còn có cái sự kiên trì và một trung tâm. Cái trung tâm là một yếu tố để mà chúng ta đạt thành được mọi cái tâm nguyện ý nguyện của chúng ta. Mà xin kính chúc những đạo hữu một những ngày cuối năm được an lạc hạnh phúc trong cái thánh pháp của Đức Phật, và gia đình của những đạo hữu cũng được sống nhờ giáo lý của Đức Phật và thành tựu được những cái tâm nguyện tốt đẹp nhất của mình. Và nam mô Phật Tổ Đại Thế Chín Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành tâm kính đảnh lễ Chư Tôn Hòa Thượng Chứng Minh. Thành tâm kính đảnh lễ Chư Tôn Thiền Đức Giáo Thọ Sư. Kính đảnh lễ Đại Tăng. Kính thưa tất cả đại chúng, thay lời cho ban tổ chức, chúng con một lần nữa xin được thăm tạ ân đức vô cùng to lớn của Chư Tôn Hòa Thượng Chứng Minh, Chư Tôn Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng, Chư Tôn Đức Ni, đã vì cái tình linh sơn cốt nhục với lại cố Thượng Tọa viện chủ ở nơi đây mà quý ngài đã không nể hạ đường xá xa xôi quang lâm về đây thỉnh thức quang lâm để mà lo tất cả những cái phật sự tại bổn tự này. Chúng con trong ban tổ chức chư tăng phật tử ở tại bổn tự này hết sức là vui mừng được đón tiếp, và trong cái thời gian qua chúng con cũng đã cố gắng để mà chu toàn cái tất cả phần việc, nhưng chắc chắn không sao tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng già từ bi mà hoan hỷ cho ban tổ chức của chúng con. Chúng con kính nguyện cầu chúc Chư Tôn Đức Pháp Thể Kinh An, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, và kính nguyện cho tất cả chư vị Phật tử luôn luôn bình yên và hạnh phúc trong cuộc sống. Thứ nhất là tu ở chùa, thứ nhì tu ở bốn mùa lang thang mà Bùi Giáng đã nói như thế. Hy vọng rằng trong những ngày còn lại của cuộc sống này, lang thang đâu đó ở dòng đời, chúng ta cũng được an lành và hạnh phúc trong giáo lý của Đức Như Lai. Kính cảm ơn tất cả quý vị và
Và bây giờ thì xin mời kính cung thỉnh chư tôn đức và tất cả đại chúng chụp một tấm hình nữa để kỷ niệm cái khóa tu học này. Xin mời cho con có bàn ở phía trước.